Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là một cách brainstorm ha. Ví dụ như là cái từ khóa competition của mình. Thì khi mà mình nghĩ tới competition, sự đấu tranh, ganh đua, thì mình sẽ nghĩ tới những cái từ khóa gì? Ví dụ như là về cái lĩnh vực field ha. Rồi, trong lĩnh vực thì nó sẽ có dạng như là sport. Đầu tiên là một cái mà nó rất là gần gũi, quen thuộc với mọi người, đó là thể thao. Những cái sự cạnh tranh nhau trong thể thao, cạnh tranh nhau về cái năng lực, tài năng, talents, như trong các cái cuộc thi nhảy, xiếc, rồi múa, rồi hát á. Rồi cạnh tranh nhau trên thương trường, business, như là cái việc khách sạn. Trong ngành khách sạn thì khách sạn này cạnh tranh với khách sạn kia để mà thu hút khách lưu trú về ở với, giống như là sử dụng dịch vụ và trải nghiệm thương hiệu của mình. Cạnh tranh nhau về tinh thần thì kiểu là giống như là một số người á, thì khi mà họ không còn bị lo nỗi lo về cơm áo gạo tiền thì họ lại hay có một cái so đo xét nét về cái gọi là cái vốn sống, nhân sinh quan, ví dụ vậy. Cạnh tranh về lối sống, ok, lifestyle, tương tự như vậy ha. Một số người đó thì họ kiểu là không biết tiền nhiều hay ít, nhưng mà khi mà hàng xóm á, mà có mua xe hay là cất nhà hay như thế nào là họ cũng phải kình cho bằng được. Hay là hàng xóm họ đi du lịch châu Âu, châu Mỹ này nọ, thì bản thân mình đó là cũng phải kình lại cho được cái ông hàng xóm đó, để giống như là không có muốn thua ai, đại khái vậy. Rồi cạnh tranh về gọi là địa vị, status, địa vị, trạng thái. Ví dụ như là một người thì họ có cái địa vị trong xã hội, bác sĩ, kỹ sư gì đó, thì cũng muốn là có những cái người là họ muốn ganh đua nhau là được nhiều người biết đến. Một cái hướng địa vị xã hội khác là kiểu là celebrity, là những cái người nổi tiếng. Đại khái vậy. Đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái để mà triển khai. Ngoài ra thì khi mà nói đến cạnh tranh đó, thì mình còn có suy nghĩ tới cái cảm xúc nữa, đúng không? Ví dụ như mà thắng thua thì mình sẽ vui, rồi mình buồn hay gì đó. Rồi joyful, upset. Joyful là cũng là vui ha. Upset là cũng là thất vọng. Rồi proud, regret. Ví dụ như một đội chơi với nhau mà cùng giành được thắng lợi thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là tự hào về nhau. Nhưng mà về regret thì cảm thấy là rất là nuối tiếc, vì là những cái việc mà mình làm, hay là một cái lượt mà mình đỡ bóng nó bị hỏng hay gì đó, thì mình cảm thấy là tiếc về khoảnh khắc đó mình đã không làm tốt nhất có thể. Rồi cảm thấy là weak hoặc là strong ha. Ví dụ như là khi mà mình thua cuộc trong một cái kỳ thi nào đó mà mình đã rất nỗ lực rồi, thì mình cảm thấy là mình yếu đuối, mình cảm thấy là mình không có đủ mạnh mẽ để mà mình đạt được những điều mình muốn. Strong là mạnh mẽ ha. Rồi còn ví dụ như là chúng ta cũng có thể nghĩ tới là những cái giải thưởng, award. Giải thưởng thì nó có đa dạng lắm. Ví dụ như là Champion Cup là cái cúp mà của quán quân á, cúp vô địch á. Champion là nhà vô địch. Golden Medal là huy chương vàng. Medal thì nó có 3 hạng: Golden, Silver và Copper. Silver là bạc, Copper là đồng. Hoặc là có thể thưởng tiền mặt, thưởng nóng tiền mặt chẳng hạn. Ví dụ như là sale, kinh doanh gì đó đi, thì trong một cái campaign, một cái chiến dịch nào đó đó, thì đối với lại những sale mà kinh doanh xuất sắc đó, thì họ sẽ được gọi là thưởng nóng bằng tiền tươi, tiền tươi, vacation hoặc là cái kỳ nghỉ chẳng hạn. Ví dụ như là thay vì là mình sẽ thưởng bằng hiện kim, thì mình sẽ, một số công ty ấy, thì họ sẽ cho nhân viên là cái một cái trải nghiệm chuyến đi du lịch
Bali, Indo đó, ở tại khách sạn 5 sao chẳng hạn. Cho nhân viên xuất sắc. Rồi thưởng ngày nghỉ thì ok, thì nghĩa là thêm cái ngày mà nghỉ phép á. Ví dụ như một năm thì một số công ty nó có từ 12 cho tới 15 ngày phép năm. Thì trong cái trường hợp mà đặc biệt thì cũng có thể là thưởng thêm ngày phép. Rồi coupon hoặc là voucher thì nó là những cái phiếu mà mua hàng giảm giá ha. Mình cầm cái này thì mình có thể là mua hàng mà không cần trả tiền hoặc là được giảm giá bao nhiêu phần trăm đó. Rồi những cái hộp quà gift box, hộp quà bất ngờ mở ra thì mới biết được là có gì ở trong. Lucky draw là quay số may mắn bốc thăm trúng thưởng ha. Rồi trải nghiệm experience, ví dụ như hồi nãy mình cũng giống như vacation vậy đó, thì dạng giống như là một 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 công ty mà họ biết là nhân viên của họ là rất thích đi du lịch và thích những cái trải nghiệm mới, thì họ sẽ có một cái chuyến đi du lịch, có thể là trekking hoặc là khám phá Amazon hoặc là được được đến một số cái vùng đất mà mới lạ gì đó để mà họ trải nghiệm về cái thiên nhiên ở đó, hoặc là một số người thì họ thích cái trải nghiệm cái sự sang trọng, thì sẽ là có những cái phiếu mà trải nghiệm ở khách sạn 5 sao, 6 sao chẳng hạn, hoặc là ở cái dịch vụ mà ăn uống ở nhà hàng 5 sao, ví dụ vậy. Và freedom. Ok. Đây là một món quà mà ví dụ như một số người đó thì giống giống ông thằng đèn đi, ông thằng đèn ổng ổng cố gắng ổng làm ba điều ước cho người chủ của mình. Sau khi mà ổng thực hiện được cái đó rồi thì ổng đã xong cái trách nhiệm của ổng và ổng được tự do ha. Thì đối với một số chúng ta thì trong cuộc sống thì nó cũng có một số cái phần thưởng thôi, ví dụ như một đôi vợ chồng mà sống với nhau mà vì kiểu là vì trách nhiệm, chứ còn có cảm giác là chồng không có tôn trọng mình hay gì đó, thì tới một thời điểm mà đứa con nó đủ trưởng thành đủ lớn rồi thì cái người vợ đó được ký được tự cho mình cái quyền ký vào cái giấy ly hôn, và đó là cái phần thưởng lớn nhất của cô ấy, đó là tự do. Hoặc là giống như trong cái phim á, cái phim mà vuông tròn tròn vuông nhỉ, nhiều quên rồi. Đó thì những cái người đó là họ cũng đấu tranh để mà cho cái sự tự do của bản thân, đó là họ thoát khỏi cái cảnh nợ nần, cái sự áp bức gò bó của nợ nần từ rất là nhiều năm bằng cách là tham gia cái game đó ha. Ok, competition. Comparative. Language at work. Comparative. Okay, so now just listen to two conversation. Then try to take note and answer those two questions. Which speaker has an online retail e-commerce company? And the second question, which speaker has a high street shop? Conversation 1. Our competitive advantage is that we provide a better service. What do you mean exactly? Well, our staff are more experienced than our competitors' staff, that they get 6 weeks of training before they start, so they can give good advice to your customers. Yes, that's right. And our staff are friendly than other shops. We know our customers well because we often see them. What's about the products? Well, when there's a new product on market, we're always the first shop in town that stocks it. Customers know that our products that are always up to date. They come here first to see the technology. Conversation 2. What are your competitive advantages?
Well, the first one is the price. We offer the lower prices than our competitors. That's because you don't have any shops. Yes, but also because we buy products in large quantities. We have 40,000 cubic meters of stores. So we have bigger stores than all our competitors. Is that an advantage for delivery too? Yes, of course. Because we have large stocks, we provide faster delivery. We always deliver in 2 or 3 days, and we offer a wide choice, 1,000 different products. Did you get the answer? If not yet, listen to the video again before you check the answer. À, trong trường hợp mà mọi người chưa có nghe ra được cái kết quả, cái đáp án á của speaker nào á, thì nghe lại đoạn video vừa rồi ha. Trước khi mà mình kiểm tra đáp án, mình so với đáp án ở trên màn hình. Which speaker has an online retail e-commerce company? Speaker 2. Okay, that's female speaker. Huh. Which speaker has a high street shop? Speaker 1. Male speaker, okay. What are their competitive advantages? Rồi, chúng ta sẽ nghe lại lần nữa để xác định xem coi là cái gọi là cái competitive advantages là cái lợi thế cạnh tranh của những bên này á. Rồi, ví dụ như cái công ty đầu tiên ha, Company One. Our competitive advantages is that we provide better service. What do you mean exactly? Well, our staff are more experienced than our competitor staff, that they get 6 weeks of training before they start, so they can give good advice to your customers. Yes, that's right. And our staff are friendly than other shops. We know our customers very well and we often see them. What's about the products? Well, when there's a new product on the market, we're always the first shop in town that stocks it. Customers know that our products that are always up to date, and they come here first to see the technology. Right, cái company one là service. Một cái service là sao? Better service, right? Okay, staff are more experience. Yes, có nhiều kinh nghiệm hơn. Staff are friendly. Và cuối cùng là tới sản phẩm. Products are always up to date. Là luôn luôn được cập nhật. Okay, so now next company number 2. What are your competitive advantages? Well, the first one is the price. We offer the lower prices than our competitors. That's because you don't have any shop. Yes, but also because we buy products in large quantities. We have 30,000 cubic meters of stores. So we have bigger stores than all our competitors. Is that an advantage for delivery too? Yes, of course. Because we have large stocks, we provide faster delivery. We always deliver in 2 or 3 days, and we offer a wider choice, 5,000 different products. Okay, number 2. Lower price. Rồi stock thì bigger. Larger, delivery thì faster, và choice wider. 9.2. Okay. 1. Our competitive advantage is that we provide a better service. What do you mean exactly? Well, our staff are more experienced than our competitors' staff. They get 6 weeks training before they start.
So they can give good advice to your customers? Yes, that's right. And our staff are friendlier than other shops. We know our customers well because we often see them. What about the products? Well, when there's a new product on the market, we're always the first shop in town to stock it. Customers know that our products are more up to date. They come here first to see the technology. 2. What are your competitive advantages? Well, the first one is the price. We offer lower prices than our competitors. That's because you don't have any shops? Yes, but also because we buy products in large quantities. We have 30,000 cubic meters of storage space, so we have bigger stocks than all our competitors. Is that an advantage for delivery too? Yes, of course. Because we have large stocks, we provide faster delivery. We always deliver in 2 or 3 days. And we offer a wider choice. 5,000 different products. Comparative form. Rồi, cái dạng thức mà so sánh thì ở đây á, nó có hai cái dạng thức ha. Một, đối với lại là nó chỉ có một cái âm tiết. Ví dụ như là fast, cheap, cool, hot. Rồi, fat, old, new, young, wet, sweet. Đó, là một âm tiết. Rồi, còn tính từ dài, long adjective, là có từ hai âm tiết trở lên. Thì theo sách giáo khoa của mình á, đối với những cái từ mà nó cứ có một âm tiết thì nó khi mà so sánh hơn á, thì nó sẽ thêm ER phía cuối. Ví dụ như là fast thì sẽ thành là faster, cheap thì sẽ thành là cheaper, cool thì sẽ thành là cooler, hot thì sẽ thành là hotter. Rồi có nghĩa là fast là nhanh, rồi nhanh hơn, cheap là rẻ, rẻ hơn, cool là mát, mát hơn. Đó. Rồi, còn đối với lại những cái tính từ dài thì khi mà chúng ta muốn so sánh hơn ha. Rồi, còn đối với lại cái tính từ mà dài thì chúng ta sẽ dùng với more. Ví dụ như expensive là mắc tiền, thì mắc hơn nó sẽ là more expensive. Rồi, experience là dày dặn kinh nghiệm, thì có nhiều kinh nghiệm hơn thì nó sẽ là more experienced. Rồi, beautiful là xinh đẹp, đẹp hơn sẽ là more beautiful. Rồi, intelligence là thông minh, thì thông minh hơn có nghĩa mình sẽ dùng là more intelligent. Và handsome là đẹp trai, thì đẹp trai hơn, anh này đẹp trai hơn anh kia thì more handsome. Ok, tương tự như vậy. Funny ha, funny là vui, vui thú hơn, vui nhộn, thì cũng là tính từ dài nên là more funny. Còn khi mà chúng ta so sánh kém thì sao? Ví dụ như cái này thì nó ít thú vị hơn là cái kia. Cái bộ phim này thì nó ít thú vị, nó ít nổi tiếng hơn là cái bộ phim kia. Rồi, ít hơn thì chúng ta sẽ dùng là less ha. Less interesting, kém thú vị hơn. Interesting là thú vị, less interesting là kém thú vị hơn. Famous là nổi tiếng, less famous là kém nổi tiếng hơn. Useful là hữu dụng, less useful là kém hữu dụng hơn. Delicious là ngon lành, less delicious là ít ngon hơn. Ok, rồi. Ngoài ra đó thì nó có hai cái từ đặc biệt, đó là từ bad và từ good, xấu và tốt. Tính từ thì khi mà nó chuyển thành cái dạng thức là so sánh á, thì bad nó sẽ chuyển thành là worse và good nó sẽ chuyển thành là better hoặc là better. Better là đọc theo kiểu Anh và better là đọc theo kiểu Anh Mỹ, hay nó chuyển cái chữ T thành chữ D. Rồi, ok, đó là những cái dạng thức comparative form. Nhưng đừng quên là phải
kết hợp với cái chữ done nữa thì nó mới là một cái dạng thức so sánh hoàn chỉnh ha. Cái này gì đó hơn cái kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ brainstorm. Cái này nếu mà làm trong một việc trong lớp á, thì là sẽ brainstorm any adjective in your mind, then ask the opposite team to create the comparative form. Thì trong lớp á, mình cho mấy bạn chơi một cái game là mình sẽ chia ra hai nhóm á. Một nhóm á, thì họ sẽ liệt kê ra tất cả những cái tính từ mà họ suy nghĩ ra được ở trong đầu ha. Sau đó thì họ mới giống như là họ viết ra để mà mấy bạn là đều cùng là cái nhóm mà đối diện á, là sẽ tạo cái dạng thức, cái câu mà có comparative form đó ha. Có cái câu mà có cái dạng thức so sánh đó. Ví dụ như là ở trong lớp thì mấy bạn là có brainstorm là đầu tiên là chữ là tone, ok, rồi short, rồi fat, rồi every, rồi available, rồi national, rồi you know, scared, ok, scared. Scaring. What else? Red. Blue. Okay. Soft. Fast. Slow. What else? Lonely. Okay, lonely. What else? Noise. Noisy. Yes. Noise is a noun. Noisy is adjective. Hardworking. Yes, very good. Shy. Shy? Is it? Mm-hmm. Happy. Sad. Okay. Okay, enough. That's enough. So, now, we will try to create the sentence which includes the comparative form. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra những cái câu. Mình sẽ đặt ra những cái câu mà nó có cái comparative form ha. Thứ nhất là tall. Tall thì chúng ta sẽ là taller. The boy is taller than the girl. Rồi, short. Short. Thì nó là shorter. This plant is shorter than the other one. Cái cây này thì nó ngắn hơn cái cây kia. Rồi. John is fatter than Mary. Ok. Mập hơn. Ok, nhưng mà chúng ta không nên gọi người khác là mập. Chúng ta gọi họ là chubby. Chubby là mẩm mỉm. Rồi, next. Every. Every nó cũng là một tính từ. Nhưng điều thú vị ở đây là nó không phải là một cái tính từ định dạng giống như là định lượng. Định lượng ha. Nên là mình không thể dùng so sánh ở đây. Chúng ta không thể nào mà mỗi hơn, ok. Ngay cả trong tiếng Việt mà mình dịch ra nó cũng không thể nào mà so sánh được. Rồi chúng ta sẽ bỏ qua chữ every. Available. Ok, available cũng có thể sử dụng được. Mr. Dũng is more available than Mr. Cường. Thì nhưng mà nghe thì nó có vẻ là nó trôn nhau hơn á. Là dạng giống như available là tôi là đang không ở trong một cái mối quan hệ nào hết. Tôi đang rất là rảnh, tôi rất là ế. Mà còn so sánh là anh Dũng này ảnh còn ế hơn cái anh Cường kia nữa. Có nghĩa là anh Cường kia có vẻ nhiều mối hơn anh này hả? Thì ý là vậy. Available chúng ta vẫn có thể sử dụng với comparative form, nhưng mà nghe nó funny thôi, nó mắc cười tí xíu thôi. Tương tự như vậy, national là thuộc về quốc gia, thì nó cũng chỉ là một cái tính từ chỉ tính chất của sự việc đó thôi, chứ nó không có
so sánh. Nó không có so là cái nào hơn cái kia được, cái mức độ hơn được. Mấy bạn có hỏi là nếu mà mình sử dụng với một cái danh từ khác ghép chung vô, ok, thì lúc đó thì nó sẽ trở thành một cái cụm danh từ rồi, chứ nó không phải là cái tính từ mà nó áp dụng để mà sử dụng với cái dạng thức so sánh này ha. Nó không phải là cái tính từ được áp dụng trực tiếp. Rồi chữ scared. Chữ scared này khá là hay. Đó là mà nói thêm là về chữ scared và chữ scaring ha, là nó có hai cái ngữ nghĩa trái ngược nhau á. Là một á là bị gây ra sợ hãi là scared, và cái kia là scaring, là một cái tác nhân gây ra sợ hãi, gây ra nỗi khiếp đảm cho một cái vật thể khác, một cái đối tượng khác. Ok, chúng ta nên dùng là more scary. Khi mà mình muốn nói là cái này là sợ hơn, cái này đáng sợ hơn, thì mình sẽ nói là more scary hoặc là more scaring. Cái này là nó gây khiếp hơn. Ok, và chúng ta có thể là mình sẽ không nên dùng là more scared này ha. Ok rồi, red và blue là màu sắc. Ok, red and blue nó cũng là màu sắc. Mình cũng có thể nói một cách du di là cái này nó đỏ hơn cái kia nè, nhìn cái này nó có vẻ đỏ hơn cái kia. Như là chúng ta lựa cà chua chẳng hạn, this one is redder hoặc là more red. Tại sao? Nó rất là có nhiều cái. Ví dụ như là more red có nghĩa là khi đó thì cái này nó không còn là màu đỏ nữa, mà nó sẽ chuyển qua là danh từ. Nó sẽ không còn là sắc đỏ nữa, mà nó sẽ chuyển qua danh từ là màu đỏ. Nó có nhiều màu đỏ hơn. Ví dụ như lựa trái cà chua này đi, trái cà chua này nó có nhiều màu đỏ hơn nè ha. Trái kia thì nó có nhiều sắc xanh quá. Đó thì nó this one has more red, hoặc là this one is more red cũng được. Nó có thiên hướng màu đỏ hơn. I don't know, maybe redder. Có thể là mình sẽ sử dụng du di theo sách giáo khoa. Red thì nó là tính từ ngắn nên mình sẽ dùng là redder. Blue hả? Ví dụ vậy. Rồi, next, soft, softer. This teddy bear is softer than the bunny. Cái con gấu bông này thì nó mềm hơn là cái con thỏ bông kia. Fast. The car is faster than the bicycle. Xe hơi thì nó nhanh hơn là xe máy. Xe đạp. Right. The turtle is slower than the rabbit. Cái con rùa thì nó chậm hơn là con thỏ. Lonely. Rồi, cô đơn. Lonely. Cô đơn này thì nó cũng giống như là available như nó ở trên. I am more lonely than you. Nghe thì nó hơi funny tí xíu, là mình có một cái sự so đo giữa cái độ cô đơn của bản thân mình với người khác. Rồi. Shy là ngượng ngùng á. Ok, shyer. Alpha is shyer than măng tây. Rồi. Con bé alpha thì nó dễ mắc cỡ hơn là cái thằng bé măng tây. Happy. Ok, cái chữ happy này khá là đặc biệt ha. Thật ra thì nó đặc biệt so với lại cái khái niệm của sách thôi. Đa số là ở bên ngoài người ta sẽ sử dụng là happier ha, chứ người ta không dùng là more happy. Nhưng mà tại vì trong sách họ dạy là có cứ hai âm tiết trở lên thì mình sẽ sử dụng với more, nên là mình dùng more happy cũng được. Nhưng mà thường thì cái câu người ta sẽ dùng là happier. My mom looks happier than my aunt. Mẹ của tôi nhìn có vẻ
Hạnh phúc vui vẻ hơn là gì của tôi, ví dụ. Okay, sadder. Okay, sadder. Sadder là buồn hơn. This story is sadder than the other one you told me last week. Cái câu chuyện này ở đây nó nghe nó buồn hơn là cái câu chuyện mà hồi tuần trước bạn kể cho tôi nữa. Đó, okay. That's the way you apply comparative form. Đây là những cái cách và những cái ví dụ mà chúng ta ứng dụng cái thể mà so sánh vào câu cú của mình ha. Rồi ở đây mình cũng có thể hiện cho mọi người thấy trực quan. Ví dụ như white choice ha, thì chúng ta sẽ có đi qua một cái mũi tên chế biến là thêm er hoặc là dùng với more hoặc là dùng với less. Và phía cuối chữ thì nó có sử dụng là than để mà so sánh. White choice là sự lựa chọn rộng rãi, là nhiều sự lựa chọn. Wider choice. Right. Difficult to learn. More difficult to learn. Easier to learn. More up to date. Rồi nó cứ chữ tính từ mà dài thì dùng với more hoặc là less thôi. Rồi tính từ ngắn thì dùng với bigger. Nhưng mà tại vì khi mà nó có là phụ âm, nguyên âm, phụ âm, thì khi mà thêm một cái chữ es hoặc là er hoặc là in gì đó thì thường là người ta sẽ double cái phụ âm cuối. Cái đó cái nguyên tắc của nó vậy thôi. Nhìn quen mắt thì mình thêm vào. Rồi, smaller, more expensive, cheaper, faster, slower, lower price, higher prices, và more experienced. Okay, we have no exercise today, so see you on lesson 3. Thank you for watching. I'll be on to see you soon, and you are watching TNT Channel.